Doraemon yêu Nobita, Nobita thì yêu Suka, còn Suka thì yêu Deki, nhưng mà Deki lại bị bán xà bông là bóng xà bang. Lạ lắm. Không nói. Trời đất ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì? Tôi chỉ hát mà gì đâu mà quýnh tôi dữ vậy? Cái gì mà có Deki mà bóng xà bang ở đây là tôi biết là sai rồi nè. Không hát gì tầm bậy tào lao vậy? Trời ơi. Bà không biết gì hết trơn á. Tại vì tôi hát cái bài đó bởi vì chúng ta đang ở trong thế giới của Doraemon. Bà không nhận thấy sao? Đây là thế giới của Doraemon nè. Trời ơi, ông ơi, sạn ông vậy, ông rủ tôi đi chơi xong bị sạn ông nội. Tự nhiên ông dẫn tôi tới cái mô hình này, cái mô hình gì đây, cây, lá, cọ, đất đất này, xong ông bảo đây là thế giới của Doraemon. Trời, ông nghĩ sao tôi là con nít hả? Trời ơi, mấy bạn ơi, Sammy không tin đây là thế giới của Doraemon nè, bạn ơi. Trời, không tin đúng không? Rồi, được rồi, tôi sẽ gọi là làm cho bà xem. Hãy xem đây, trên tay của tôi chính là một cái gọi là bủ bối của Doraemon. Bà biết cái này là gì không? Hả? Trời ơi, ông cầm cái đèn pin xong bảo đây là thiệt là bộ bối của Doraemon hả? Nghĩ sao tôi tin vậy? Trời ơi, không tin, leo. Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là đèn pin thu nhỏ của Doraemon. Sammy không tin đúng không? Hãy xem tôi thu nhỏ bà nè. Ai cũng là chị bu. Biến đi. Đó, trời ơi, ai tin được. Đó. Ê, ủa cái gì vậy? Trời đất, ủa sao tôi bé vậy? Trời đất ơi. Sammy đã bị thu nhỏ thành gọi là tí hon rồi đó bạn ơi. Ở thấy chưa, giờ bà tin chưa? Hả? Ủa sao tôi bé vậy à? Trời ơi, giờ sao? Rồi bây giờ là bà đã bị teo nhỏ rồi, tôi sẽ để bà ở đây luôn, tôi về nhà đây, bye bye. Trời, giúp tôi đi, giờ tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Bà ơi, lại, trời ơi, tôi xin lỗi ông rồi, ông biết tôi lại bình thường đi. Sợ tôi chưa? Trời ơi, trời, thấy chưa, tôi nói rồi. Đây là thế giới của Doraemon, bà không tin tôi nè ha. Nè, tôi cho bà cái bình thuốc giải nè, bà uống cái thuốc này vô và bà sẽ trở lại bình thường như cũ. Đâu? Uống không? Thằng ông? Bùm, đó chưa? Rồi, bình thường trở lại rồi. Ủa, ông này, ông không dám cho tôi, cho tôi, cho tôi à. Ây, ây, trời, trời, Sammy này tự nhiên giờ quýnh tôi mà cái tin tôi biến bà nhỏ thêm lần nữa không? Vô lần quá. Ok bạn ơi, thì mấy bạn đang thấy hiện tại, à quên, hình như tôi đã mình quên gì không ta? À, mình quên, chào mấy bạn. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đấy bạn ơi. Thì hôm nay đó bạn ơi, mình đã mời Sammy ngồi dậy. Nắm gì mà nắm. Mình đã mời đẹp trai cái tôi về luôn không? Trời đất ơi, nói hồi. Tôi đẹp trai thiệt mà, vô duyên. Nói chung á mấy bạn ơi, thì hôm nay nè, mình đã mời Sammy vào trong gọi là game mini world chơi game cùng với mình. Và cái game này không phải là game bình thường nha bạn nha, mà hiện tại bọn mình đang ở trong thế giới của Doraemon các bạn ơi. Và nhiệm vụ chúng ta vào đây để làm gì? Đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm bủ bối của Doraemon nha. Sammy, Sam có thích Doraemon không? Trời ơi, tôi thích lắm, tôi nghiền lắm luôn á. Trời ơi, nghiền từ bé luôn á, nhưng giờ vẫn nghiền, thấy không? Vẫn xem. Đúng rồi. Mình từ nhỏ mình đã thích Doraemon nữa bạn ơi, bởi vì mình rất là thích những cái món bủ bối của Doraemon. Sam có thích bủ bối Doraemon không? Hết, cực kỳ thích luôn. Thích đúng không? Trời. Vậy thì hôm nay tôi sẽ dẫn Sam đi kiếm bủ bối của Doraemon cùng với tôi. Nghe đã không? Ui, sao nghe xịt sò vậy? Đúng rồi. Kiếm được không? Kiếm ở trong thế giới này luôn hả? Đúng rồi, đây là thế giới của Doraemon thì tất nhiên phải có bủ bối của Doraemon rồi. Ok bạn ơi, thì ngay bây giờ mình sẽ cùng với các bạn và cùng với Sammy, chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm bủ bối của Doraemon nha. Let's go. Nẹt bu, đi thôi nào. Bùm chiu. Và chúng ta đã đến được thế giới của Doraemon các bạn ơi. Sammy rồi. Đây, tôi đây. Đây, xin giới thiệu với Sammy, đây chính là ngôi nhà của Nobita nè, thấy không? Thấy quen không? Yeah, vào. Ê, cái bà kia, bà vô duyên vậy, trời mấy bạn ơi. Nhà của người ta mà Sammy bà chạy vô y như nhà của bả vậy các bạn ơi. Trời. Ờ, kệ cứ vô luôn cũng chắc không sao, chứ không có ai ở trong nhà đâu. Ok. Hay anh Doraemon ơi, anh đâu mất tiêu rồi? Anh Doraemon. Ủa Sammy, anh Doraemon đâu rồi? Nè, ôi, Doraemon nè. Trời ơi, thần tượng của tôi. Trời ơi, anh Doraemon thần tượng của tôi. Trời ơi, mấy bạn biết không? Lúc mà còn nhỏ, Phong cực kỳ thích Doraemon luôn nha. Cho nên là bây giờ gặp được anh Doraemon, Phong mừng gì đâu luôn trời. Anh ơi, anh có thể nào cho em xin hết bủ bối của anh được không? Trời ơi, em vô duyên nghĩa sờ vào gặp người ta xin bủ là sao vậy? Ờ, tôi giỡn xíu mà làm gì hết ghê à. Thôi được rồi, anh Doraemon, anh đừng buồn nữa. Ngay bây giờ bọn tôi sẽ giúp cho anh kiếm lại những món bủ bối của anh. Sammy biết không? Anh Doraemon làm mất hết bủ bối cho nên là bây giờ ảnh muốn nhờ bọn mình đi kiếm giùm cho ảnh bủ bối á, hiểu không? Ủa mà sao mất vậy? Ai biết, anh Doraemon ảnh cho Nobita mượn xong cái Nobita quăng tùm lum la thế là mất tiêu hết luôn. Bây giờ anh phải nhờ tôi với bà kiếm giùm á, hiểu không? Ra đây. Ok bạn ơi, thì nhiệm vụ của chúng ta trong cái lần gọi là chơi cái con map Doraemon này chính là gì? Chính là chúng ta sẽ giúp cho anh Doraemon kiếm lại những món bủ bối của anh Doraemon nha bạn nha. Trời, từ nãy giờ mình cứ anh Doraemon hoài, đẹp lưỡi luôn rồi. Chú bạn okay. Này nó thân thiết đi Phong, bạn Doraemon nghe nó dễ thương không? Ok, bạn Doraemon. Rồi, bây đúng giờ à. Chúng ta xuống đây nè, thì các bạn có thể thấy là hiện tại chúng ta đang ở trong nhà của Doraemon nữa bạn ơi. Đó, không biết
Nobita đâu ta, đi vòng vòng coi coi không biết có Nobita trong đây không. Chắc không có đâu, tôi không tìm hoài có thấy đâu. Ê sao ơi, hay là bây giờ mình gom hết đồ trong nhà mình trốn hay sao? Cái gì vậy ông nội, trời đất ơi, mình đang làm người tốt tự nhiên thành kẻ cướp vậy? Hả? Mình làm giỡn. Người tốt phải không? Tôi giỡn mà, tôi giỡn xíu thôi. Ok rồi, xuống đây coi coi. Cánh cửa thần kỳ nè. Ôi sao lắm. Bà coi, bà đọc truyện tranh mà có biết cánh cửa thần kỳ không? Biết, cánh cửa này là mở cửa phát là đi qua cả thành thị giới khác luôn. Đúng rồi, cánh cửa thần kỳ nè, còn này là gì đây để mình xem coi. Ui, có một ngôi sao. Với lại là một cái quyển sách gì nè. Đây, để mình xem nha. Đầu tiên mình sẽ ăn thử ngôi sao nè. Sau đó mình sẽ đọc quyển sách nha. Ok, hãy đi qua cánh cửa thần kỳ đến nhà Giant để tìm bảo bối. Nhà của Giant. Vậy chắc là thằng Giant nó lấy bộ bối của Doraemon bạn ơi. Này láo thiệt chứ, để mình qua mình lấy lại bộ bối mới được. Đi qua đi. Bùm. Ủa xong qua được. Ui, Tam ơi. Ủa, qua nè. Ủa bà qua được nè. Để tôi qua với. Bùm. Ủa, đây nè. Wow, chúng ta đã đến được nhà của Giant rồi bạn ơi. Ok ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đi kiếm bộ bối nào. Qua đây. Nhà của Giant thì là hình như Giant là nhân vật gọi là nghèo nhất ở trong nhóm bạn của Nobita thì phải. Nhưng mà để xem coi. Rốt cuộc Giant nó giấu bộ bối chỗ nào ta? Để vòng vòng coi coi. Ở trong đây nó bán tạp hóa quá trời đồ luôn rồi mà không thấy bủ bói được hết. Ê, thì sao ơi? Không à, bánh kẹo đây Phong ơi. Bậy nha. Ừ? Bọn mình đang vào đây giúp cho Doraemon kiếm bủ bói chứ phải là đi kiếm đồ ăn đâu, bà thèm đồ ăn. Biết rồi, đánh tôi rồi. Qua đây nè. Ủa cái này là gì đây? Tôi tìm thấy được bủ bói rồi nè Sam ơi. Tìm được rồi. Một cây kiếm nha. Ok, để mình xem coi. Bây giờ mình đã kiếm được một món bủ bói rồi nè. Quá xịn luôn. Ok, rồi đọc tiếp nè. Tiếp theo là hãy trèo lên bàn của Zaiko để đến nhà Shizuka. Shizuka đang giữ một món bủ bói của Doraemon đó bạn ơi. Ok, rồi bây giờ bọn mình lên nhà của Zaiko đi. Hình như là Zaiko là em của Zaiyan đúng không Sam? Đúng rồi, đây Phong ơi, bên này, đây là phòng của Giant rồi, đây. Đâu? Con gái màu hồng. Phòng con gái đâu? Đây là phòng của Zaiko nữa bạn ơi. Ok, rồi, chúng ta cùng nhau đến nhà của Shizuka để kiếm bộ bói cho Doraemon nha bạn nha. Ok, leo trên bàn đúng không? Leo bàn nè. Bùm. Ui, nhà ai đây? Nhà của Shizuka. Đây chính là nhà của Shizuka nè bạn ơi. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau lên trên nhà của Shizuka. Khoan từ, để tôi đi kiếm cái bông hoa hồng hay gì tôi đem lên tặng Shizuka coi. Tôi thích Shizuka lắm. Điếc chết bây giờ, nói gì vậy? Để trời tôi bên cạnh ông nha. Tôi ông giỡn bây giờ. Tôi giỡn mà, tôi chỉ thích mình sao thôi. Vui chứ... cái hen. Ok, tôi thích mình sao thôi chứ không thích Shizuka nữa. Ok rồi. Bây giờ bọn mình sẽ lên trên nhà Shizuka nè. Đó. Bây giờ mình không có hoa tặng thì tôi xách cái kiếm vô tôi tặng Shizuka. Cái gì vậy? Gì mà Shizuka luôn. Ra đi coi. Ủa ông làm đi chấm đứa hồn người ta vậy? Trời đất ơi, vũ cái kiếm vào. Trời nó hơi ghê quá. Giỡn mà, để vòng vòng coi. Đây Phong ơi, đây cái đường chắc chắn luôn. Ô, đèn pin nè. Mình đã kiếm được thêm một cái đèn pin thu nhỏ và đèn pin phóng to bạn ơi. Thì ra là Shizuka giữ đèn pin phóng to để mình phóng to sao mới coi. Ê, ủa gì vậy? Ủa khoan. Trời, mấy bạn ơi, mình tính phóng to Sammy ai về đâu mình tự phóng to mình lên luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, sao mình to đùng vậy? Trời ơi. Sam ơi, tôi bên ngoài nè. Ra ngoài đây, bà thấy tôi bên ngoài không? Ê, Sam ơi, tôi bị biến to mất tiêu rồi. Bây giờ bà làm ơn bà dùng cái đèn pin thu nhỏ và bà thu nhỏ tôi lại đi. Chứ là tôi bị biến to, tôi biến thành người khổng lồ rồi. Tí nữa công an đến bắt tôi á, nhanh lên. Rồi, đèn pin thu nhỏ tèn. Bùm. Ồ. Đó. Ôi trời ơi, may quá tôi trở lại bình thường rồi. Ủa khoan. Cái gì vậy? Sao bà thu nhỏ? Tại sao bà thu nhỏ tôi thành bé tí tẹo luôn rồi? Bà thu nhỏ ít thôi chứ thu nhỏ gì nhiều vậy? Trời ơi trời, không sao đâu. Tôi có thuốc giải đây. Bình thường rồi. Tôi uống thuốc giải vô. Ok. Được chứ. Trời ơi, may quá, bình thường trở lại nè. Rồi ok, tôi dùng mấy cái ngôi sao rồi tôi ăn mấy ngôi sao coi. Bùm, ok. Rồi, chúng ta coi nhiệm vụ tiếp theo chúng ta là gì đây? Cneo nói rằng anh ấy đang giữ một thứ bộ bối của Doraemon. Hãy trèo lên bàn của Shizuka để đến nhà cậu ấy. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà của Cneo nha các bạn nha. Từ nãy giờ chúng ta đã đến nhà của Giant với lại là Nobita và là Shizuka nè. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà của Seiko nha các bạn nha. Ok. Nhà của Seiko thì giàu nhất nắc luôn phải không? Ok. Chắc chắn luôn á. Leo lên nè. Bùm. Ok. Ui. Trời đất ơi, thấy chưa? Trời ơi, nhà của Seiko y như một tòa lâu đài luôn bạn ơi. Xịn dữ vậy con trời. Con nhà người ta đó Phong. Đúng là con nhà người ta, giàu ơi là giàu luôn. Ok, giờ mình thử mình vô nhà coi có gì không nha. Sao mà cái nhà của Cneo nó rộng dữ vậy ta. Mình đi vòng vòng từ nãy giờ không tìm thấy được bủ bối luôn các bạn ơi. Ê Sam ơi, bà leo trên đó bà thấy có bủ bối trên đó không? Trời ơi, tôi leo tôi nhức cái chân luôn Phong. Trời ơi, nhà rộng quá trời rộng.
nhà rộng gì đâu luôn á trời, đi vòng vòng vòng. Thôi mà nói thiệt với bạn luôn nha, cái nhà của Seno mình chỉ cần chạy qua chạy lại vài vòng thôi là mình giảm được 10kg luôn các bạn, tại vì nó rộng quá mà. Đúng là nhà của con nhà giàu có khác. Từ từ để xem coi. Ô, hình như cái này là phòng của Seno nè. Trời ơi, có cả tivi luôn. Trời ơi, người đâu mà giàu dữ vậy ta. Để vòng vòng coi có bủ bói không. Ô, có cái phòng gì nè, có cái rương để xem coi. Có à, có hả? Tìm thấy chưa? À, đây tôi tìm thấy được rồi nè. Một món bủ bói tiếp theo. À, xịn. Rồi ok, để xem bủ bói này là gì đây. Bủ bói này có tên là súng bắn keo. Ô, súng bắn keo hả? Để thử coi. Bùm. Ui, nó rơi cái gì đây nè, ôi, à cái này là cái keo hả, trời, cái này mình dính vô người mình cái là mình sẽ bị dính ở trong cái keo này luôn á, sao mày, thử coi, bùm. Ủa, thật không? Ê, trời đất ơi, tôi đi chậm rồi nè, bùm, chạy, tôi xin lỗi. Ông ơi, hay quá ha, ông muốn cái gì, tôi có súng nè. Tôi xin lỗi, tôi giỡn thôi mà, trời ơi, làm gì ghê quá à, ok, tôi xem tiếp nha, ok. À, ôi không, đã đến giờ đi học rồi, hãy chạy đến trường ngay, hãy dùng cánh cửa thần kỳ đằng sau nhà Seneo. Cái gì? Tại sao lại phải gọi là đi học lúc buổi tối, trời tính ra là trời đang tối luôn á mà phải đi học ta. Thôi trời ơi, cái mình cứ đi đến đó để xem coi như thế nào. À, cánh cửa thần kỳ ở đằng sau nhà của Seneo hả? Ở đâu ta? Để xem coi. Cái này là toilet này, cái này không phải. Ở trong sau nhà là cái sân á Phong, cái sân sau nhà sân á. Trời ơi, trời tối mất tiêu rồi. Trời ơi bạn ơi, nhiệm vụ là bắt chúng ta phải đến trường học vào trời tối. Trời ơi, trời sợ quá. Không biết ở ngoài trường học tối của mà không ta. Thử thách 24 giờ gì đi học vào ban đêm. Trời ghê quá. Tào lao gì mà thử thách 24 giờ đi học vào buổi tối gì nghe ghê quá. Đây, đây, tèn tèn tèn. À đây, cửa thần kỳ. Thấy rồi, ok bây giờ mình đi qua nha. Bùm, ok. Wow, trường học. Ủa sao trường học bé tí tẹo à? Đây nè, rồng à, sợ luôn người à, ta bên, bé bên, vậy. Bên đây hả? Bên đây hả? Trời tôi nhầm. À cái này là cái tiệm tạp hóa. Trời ơi, tôi nhầm. Không bị không hả? Ok, để xem coi. Trời ơi, trường học nhìn đẹp quá bạn ơi, màu hồng luôn nè. Trời, trường học mà màu hồng luôn nhìn ghê quá. Nhưng mà sao mà lại bắt mình vô trường học vào buổi tối ta, sợ ma muốn chết luôn á. Ok, thôi kệ đi vô thử coi. Ui, cửa tự động mở luôn. Wow, xịn dữ. Rồi. Ok. À, đi vòng vòng để coi. Bủ bói hình như là nằm trong trường học đúng không? Mà Nobita thì học lớp mấy ta? Ê Sam ơi, bà nhớ Nobita học lớp mấy không? Nhớ, tôi nhớ là Nobita học lớp 53. Đó, học lớp 53 á. Nobita học lớp 53. Ok, từ để mình đi vòng vòng để xem coi. Lớp 53 hả? Ok. À, ở bên dưới là lớp 3 nè. Ở đây là gì đây? Cái này là WC, là nhà vệ sinh. Ờ, không phải. Okay. Lớp 53 đúng không? 53 hình như là qua bên đây nè. Ở này là lớp 66. Lớp 66 nè, lớp 53 đâu? Cái này là lớp 7 đâu rồi. Lên trên, lên trên. Ủa, 53 đâu rồi? 53 rồi. Này nè, lên trên này, đây, lên tầng không nổi. Trời ơi trời. Lớp rồi. Ủa kỳ ta, bình thường là mấy cái lớp nhỏ là phải nằm ở bên dưới, sẽ lên dần cao hơn là mấy cái lớp to chứ ta. Sao tự nhiên cái lớp to nằm bên dưới nha. Ok. Lớp 53 hả? Ok từ. 53, cái này lớp 8 luôn rồi bà nội. Ủa, tôi nhớ đi đường này mà ta. Ủa đâu? Đây nè, 53 à, nè, thấy chưa? Tôi lớp 53 nè. Ok, ok, rồi, đi vô. À, thì ra chính là lớp 53 hả? Ok, ok, đi kiếm bủ bói thôi. Đây là lớp của Nobita nữa bạn ơi. À, đây, thấy. Trong chống tre. Wow, cái này tôi thích nhất luôn nè. Lúc nhỏ tôi cực kỳ thích trong chống tre luôn. Tại tôi muốn được bay á. Rồi, coi nè. À, ok, ăn ngôi sao nè. Ok, trong chống tre nè Sam, tôi cho bà nè. À, ok. Rồi, ok. Trong chống tre này Doraemon. Rồi, để xem tiếp coi. Bạn giỏi quá, bây giờ chúng ta cùng lên ngọn núi sau trường nào. Ok, ngọn núi sau trường hả? Ngọn núi sau trường nằm ở đâu ta? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến ngọn núi sau trường để kiếm thêm một món bủ bói nữa nha bạn nha. Let's go. Ok bạn ơi, và bọn mình đã đến được gọi là ngọn núi ở đằng sau trường rồi đó bạn ơi. Và chúng ta sẽ cùng nhau leo lên trên nha. Hay, không biết ở trên ngọn núi này là sẽ là món bủ bói gì đây ta. Từ nãy giờ mình cũng kiếm được khá bủ bói rồi đó. Giờ chúng ta cùng nhau lên trên đây xem thử nha. Ok, leo lên nè. Đấy, leo lên. Ui rồi, lên đây là giảm cân luôn phải không? Ôi, mình leo núi riết mình giảm cân luôn các bạn ơi. Ô, đây là cái ngôi đền nè Sam. Trời ơi, đến ngôi đền này là mình phải gọi là cầu phước nha. Ok, cầu phước nè. Okay. Dạ, con lạy. Con lạy ông thần núi, ông hãy giúp cho con trở thành trai sáu múi. Dạ. Cảm ơn em cầu gì vậy? Hả được ơi. Trời, cậu bà vô duyên sáu múi vậy? Tôi thích cậu gì kệ tôi. Dạ được rồi, con gửi cho ông một cục kẹo xin gum. Đó, ok. À, rồi. Đi. Bây giờ chúng ta cùng nhau leo trên ngọn núi nào. Ok, cái này cơ bộ hơi mệt nha. Leo núi là hơi mệt đấy. Ôi trời ơi. Leo lên nào. Nhanh lên. Ai trời, mỏi chân quá, mệt quá. Ủa, sao ơi, bà lên nhanh vậy?
Trời ơi, tôi leo từ 8 kiếp rồi, ông bây giờ mới lét lên hả? Trời ơi, lâu vậy? Mệt muốn chết luôn nè, từ từ để xem coi. À, cuối cùng cũng đến được cây thông ở trên ngọn núi nữa bạn ơi. Ok, để mình xem coi bên dưới này có gì đây. Ồ, đại bác không khí. Wow, nhiều bói xịn của ta. Đây gì ta? À, thuốc đông cứng âm thanh. Wow, xịn quá vậy. Trời, tính ra có nhiều đồ xịn quá sao mày. Trời ơi, tôi lượm được quá trời đủ bói Doraemon. Tôi đem về tôi bán, tôi kiếm tiền coi. Ok. Trời ơi, cái gì vậy? Sao cái gì kiếm tiền cái vậy? Cãi tôi. Cãi tôi, cái này là gì ta? Đại bác không khí nè bạn ơi. Cái này là ngày xưa là mình thấy Doraemon hay dùng nhất luôn nè. Cái này dùng để bắn phong ta, để xem coi. Bùm. Em không có thấy tôi ơi. Ôi trời ơi, thôi rồi, không chơi nha. Rồi không chơi nha. Rồi, biết rồi. Tôi giỡn thôi mà. Còn cái này là thuốc đông cứng âm thanh nè. Khi mình uống cái thuốc này vô ha, là mình chỉ cần nói cái tiếng nào đó thì nó sẽ văng cái tiếng đó ra. Chẳng hạn như là hello. Bùm. Ow. Hello. Bùm, đó nó văng cái tiếng hello rồi ha. Đó, nhìn ghê không? Nè, nó mình chỉ cần hello cái nó sẽ văng cái tiếng hello ra dính vô cây luôn nè. Bùm. Ồ ok. Rồi để xem coi. À, quyển sách này nó sẽ nói gì đây? Ok. À, chắc bạn đã mệt rồi, hãy uống một chút nước, sau đó sử dụng cánh cửa thần kỳ để đến sân bóng chày nào. Ok, rồi. Chúng ta gọi là đến sân bóng chày luôn, khỏi cần uống nước hay gì hết, mệt rồi. Chúng ta nhất quyết tâm là phải kiếm cho được bằng được bùa bói của Doraemon. Ok. Rồi. Bây giờ hiện tại là mình đã đến được sân bóng chày nè bạn ơi. Ô, rộng dữ trời. Ôi. Ui rồi. Rộng dữ thần luôn á. Ok, bây giờ bọn mình đi kiếm món bùa bói tiếp theo nào. Trời ơi, trời mệt quá. Ây, hy vọng đây sẽ là món bùa bói cuối cùng. Từ nãy giờ mình kiếm quá trời bùa bói luôn, nhưng mà đem về trả hết cho Doraemon. Không biết anh Doraemon có tặng cho mình món bùa bói nào không mà bắt mình đi kiếm bùa bói nhiều, mệt quá. Ok, đi thôi. Bây giờ là món bùa bói cuối cùng ở ngoài sân này đúng không? Ừ, rồi để ra kiếm coi. Trời ơi là trời, cái sân bóng chày nó to như thế này thì làm sao mà kiếm bùa bói được mấy bạn ơi. Ôi là trời, ông Doraemon này ổng làm rơi bùa bói gì đâu mà rơi chỗ ác ghê á, làm rơi ở ngoài đây làm sao mình kiếm được. Chẳng lẽ giờ mà kiếm trên này không thấy ổng bắt mình phải nhảy xuống đây kiếm luôn hả trời. Mở bên dưới đây có gì không? Mình đi, có không có gì đâu. Trời ơi trời. Ôi ơi, sân nó to quá ha ơi, tìm không lại luôn á. Trời ơi trời, cái sân bóng chày nó rộng như thế này thì làm sao mà kiếm được bùa bói cho ổng đây. Đây. Trời đất ơi, thì giờ tôi ghê chưa, bắt tôi tin chưa, tôi thấy rồi nè. Trời đất ơi, hay quá vậy. Ok ok, đâu xem coi. Thấy rồi nè, cái này là gì đây? Công tắc độc tài. Mình cũng đã kiếm được thêm món bùa bói nữa rồi nè. Sao mày, bà biết công tắc độc tài này là gì không? Biết, người nào mà ham hổ bật cái này cãi là mọi người biến mất luôn. Đúng rồi, sai rồi, cái này là như thế này nè. Tôi chỉ cần gọi là sử dụng cái nút này, tôi gọi tên của người nào đó, tôi bấm nút cái thì người đó sẽ bị biến mất khỏi cuộc đời này luôn. Chẳng hạn là tôi gọi Sammy, tôi bấm nút cái nè. Bấm đi, bấm không? Thôi, không bấm, tôi giỡn mà, tôi thương sao không chết, sao tôi bấm được. Rồi, nếu như mình sử dụng cái nút này, mình sẽ biến cho anh Mr. Dịch biến mất luôn. Chứ mình ghét anh Dịch lắm, anh Dịch gọi là suốt ngày ăn hiếp mình, mình ghét anh Dịch lắm, ok. Ok, rồi. Lao. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau lên đây thu thập bủ bói nào. Thì coi như là tập này, mình và Sammy đã kiếm được rất nhiều bủ bói rồi bạn ơi. Để lên đây xem coi, đầu tiên là công tắc độc tài nè. Tiếp theo nữa là đèn pin phóng to nè. Đại bác gọi là không khí nè. Với lại là súng bắn keo nè, đó quá trời luôn. Thuốc đông cứng âm thanh nè, với lại là gì ta, đèn pin thu nhỏ. Trời ơi, quá trời quá đất luôn bạn ơi. Còn gì nữa không Sam? Còn đây. Gì ta, cái gì ta, trong chống tre. Ok. Kiếm điện quang. Trong chống tre, kiếm điện quang. Trời ơi, nhiều thứ xịn các bạn ơi. Để mình sử dụng cái kiếm này thử coi. Ơi, chiêu. Ôi, pha. Ok Sam ơi. Hết rồi. Bye bye Sam nha, tôi sử dụng trong giống tre, tôi bay đi đây. Bye bye bà. Bye. À, bay à. Sao bay được? Băng. Ôi tôi giỡn. Trời bạn ơi, trong chống tre hàng giỡn rồi. Không bay được các bạn ơi. Ok bạn ơi, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thấy thích video này, và thấy thích những món bủ bói của Doraemon thì anh em đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ đó subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy đăng ký hội cho Sammy nữa nha các bạn nha. Còn ID con map này mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả và bình luận để cho mấy bạn có thể tải về để chơi nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye, và hẹn gặp lại em nhân video lần sau nè. Bye bye. Cùng mình bay đây. Bye bye. Cho chút che bay lên. Bay lên. Cho chút che bay lên. Ấy dạ, rồi Sammy bà thu nhỏ mình rồi các bạn ơi. Lão thiệt. Lên đây. Chết nè. Ôi. Ôi. Chết. Ủa sao chết? Chết nè. Ủa sao chết? Trời ơi, mình bị thu nhỏ rồi, mình không làm gì được hết bạn ơi. Chạy. Yeah. Công tắc độc tài. Sammy nè. Ôi. chạy.